Đây là bài 4 trong loạt bài nghe nói tiếng Trung giao tiếp Build Trust 1 của Quán Tam Thế. 第四课,我是医生. Bài 4, tôi là bác sĩ. Hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Lina, Lina, Lina. Bạn khỏe không? 你好吗? Bố mẹ. Bà mama. Không bận. Bù máng. Bù máng. Đinh lực ba. Tiếng lì bua. Tiếng lì bua. Anh trai. Cưa gở. Cưa gở. Cũng lấy cà phê. Dễ dào cà phê. Dễ dào cà phê. Em trai. Đi đi. Đi đi. Đều uống cà phê. Tâu khơ cà phê. Tâu khơ cà phê. Kia là ai? Nà sư sấy. Nà sư sấy. Giáo viên của bọn em. 我们老师, 我们老师, cô ấy là người nước nào? 他是哪国人, 他是哪国人, người Trung Quốc, 中国人, 中国人, người Việt Nam, 越南人, 越南人. Bây giờ hãy nghe và nhắc lại họ Trần. 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 Cô giáo Trần. Trần lão sư. Trần lão sư. Chào cô. Nín hào. Nín hào. Nín là từ để dùng trong trường hợp trang trọng. Chào cô. Nín hào. Nín hào. Cô giáo Trần chào cô. Trần lão sư nín hào. Trần lão sư nín hào. Bây giờ là từ đây. Chưa. Chưa. Đây là. Chưa sư. Chưa sư. Đây là anh trai tôi. Chưa sư của cơ cơ. Chưa sư của cơ cơ. Đây là bố mẹ tôi. 这是我爸爸妈妈。这是我爸爸妈妈. Đây là em trai tôi. 这是我弟弟。这是我弟弟. Đây là bạn gái anh ấy. 这是他女朋友. 这是他女朋友. Đây là bạn trai cô ấy. 这是他男朋友. 这是他男朋友. Hay nói lại, cô giáo Trần chào cô, dùng cách trang trọng. 陈老师您好. Trần lão sư nín hào. Đây là anh trai em. 这是我哥哥. 这是我哥哥. Đây là cà phê Việt Nam. 这是越南咖啡.
这是越南咖啡. Đây là cà phê Trung Quốc. 这是中国咖啡. 这是中国咖啡. Hãy nhắc lại từ kia là 那是 那是 Kia là anh trai tôi. 那是我哥哥 那是我哥哥 Đây là em trai tôi. 这是我弟弟 这是我弟弟 Bây giờ là từ ngoại ngữ. 外语 Why? Why? 语 语 外语 外语 Giáo viên ngoại ngữ, nguyên văn là ngoại ngữ, giáo viên. 外语老师 外语老师 Anh ấy là giáo viên ngoại ngữ. 他是外语老师 他是外语老师 Anh trai tôi là giáo viên ngoại ngữ. 我哥哥是外语老师 我哥哥是外语老师. Bố tôi cũng là giáo viên ngoại ngữ. 我爸爸也是外语老师. 我爸爸也是外语老师. Hãy nhắc lại từ đây. 这 Từ này trong khẩu ngữ thường được nói thành 这 Hãy nhắc lại từ kia đó. 那 那 Từ này trong khẩu ngữ thường được đọc thành 那 này. Cô giáo Trần chào cô. Đây là anh trai em, anh ấy là giáo viên ngoại ngữ. Trần 老师您好，这是我哥哥，他是外语老师。陈老师您好，这是我哥哥，他是外语老师。Đây là bạn em. 这是我朋友. 这是我朋友. Bây giờ hãy thử nói. Chào anh cũng là giáo viên à? Nǐ hǎo, nǐ yě shì lǎo shī ma? 你好,你也是老师吗? 现在还应该读巴西医生医医医生生医生医生还拿巴西 Y sân. Y sân. Tôi là bác sĩ. 我是医生. 我是医生.
Mẹ tôi là bác sĩ. 我妈妈是医生。 我妈妈是医生。 Bố tôi là giáo viên ngoại ngữ, mẹ tôi là bác sĩ. 我爸爸是外语老师，我妈妈是医生。 我爸爸是外语老师，我妈妈是医生。 Hay nói lại, giáo viên ngoại ngữ. Ngoại ngữ lão sư. Ngoại ngữ lão sư. Hay nói lại từ Việt Nam. Việt Nam. Việt Nam. Người Việt Nam. Việt Nam nhân. Việt Nam nhân. Người Trung Quốc. Trung Quốc nhân. Trung Quốc nhân. Bây giờ hãy nghe từ tiếng Việt Nam. Việt Nam ngữ. Trong đó từ ngữ là từ ngữ trong từ ngoại ngữ. 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 Việt Nam ngữ. Việt Nam ngữ. Tiếng Việt Nam. Việt Nam ngữ. Việt Nam ngữ. Hãy thử nói giáo viên dạy tiếng Việt Nam, nguyên văn là Việt Nam ngữ giáo viên. Việt Nam ngữ giáo sư. Việt Nam ngữ giáo sư. Anh là giáo viên tiếng Việt à? 你是越南语老师吗? 你是越南语老师吗? Hãy nói, tôi không phải giáo viên dạy tiếng Việt. 我不是越南语老师。 我不是越南语老师。 Tôi là bác sĩ. 我是医生。 我是医生。 Hãy nói, anh cũng là giáo viên ngoại ngữ phải không? 你也是外语老师吗? 你也是外语老师吗? Đúng vậy, tôi cũng là giáo viên ngoại ngữ. 是，我也是外语老师。 是，我也是外语老师。 Bây giờ hãy nghe và nhắc lại cách nói. Bà nội. Nải nè. Nải. Nải. Nải nè. Một thanh ba và một thanh nhẹ. Nải nè. Nải nè. Đây là bà nội của cậu à? 这是你奶奶吗? 这是你奶奶吗? Lực 3, đây là bà nội của cậu à? 李波,这是你奶奶吗? 李波,这是你奶奶吗? Đây là bà nội của mình. 这是我奶奶。 这是我奶奶。 Bà nội cậu có khỏe không? 你奶奶好吗?
你奶奶好吗？bà nội cậu có khỏe không? Dùng chính phả. 你奶奶好不好？你奶奶好不好？ Hay nói bà nội mình rất bận. 我奶奶很忙。我奶奶很忙。Bây giờ hãy nghe từ bà ngoại. Ngoại phố. Ngoại. Ngoại. Phố. Phố. Ngoại phố. Ngoại phố. Hãy thử nói bà nội, bà ngoại. Nài nài, ngoại phố. Nài nài, ngoại phố. Bà nội tôi. Wǒ nǎi nǎi. Wǒ nǎi nǎi. Bà ngoại tôi. Wǒ ngoại phố. Wǒ ngoại phố. Bà ngoại anh ấy. Tha ngoại phố. Tha ngoại phố. Bà ngoại anh ấy có khỏe không? Tha ngoại phố hảo ma? Tha ngoại phố hảo ma? Không phải, bà là bà ngoại mình. Bú sư, tha sư wǒ ngoại phố. Bú sư, tha sư wǒ ngoại phố. Hãy hỏi lại, lực ba, đây là bà nội em à? Lì bùa, chê sư ní nải nè mà? Lì bùa, chê sư ní nải nè mà? Không phải, bà là bà ngoại em. 不是，她是我外婆。不是，她是我外婆。Bây giờ hãy thay cô giáo Trần nói, bà ngoại, xin chào. Hãy dùng từ nín để thể hiện sự tôn trọng. 外婆您好。外婆您好。Hãy thử nói, bà nội, chào bà. Nài nài, nín hảo. Nài nài, nín hảo. Bây giờ hãy trả lời các câu hỏi sau đây theo đúng nội dung của bài. Tinh Lì Bùa de Gơ Gơ sư ngoại ngữ lão sư ma? Trong đó, Tinh Lì Bùa de Gơ Gơ là anh trai của Đinh Lực Ba. Tinh Lì Bùa de Gơ Gơ sư ngoại ngữ lão sư ma? 是，他是外语老师。是，他是外语老师。丁立波的哥哥是医生吗？丁立波的哥哥是医生吗？不是，他是外语老师，不是医生。不是，他是外语老师，不是医生。丁立波的朋友呢？他也是老师吗？丁立波的朋友呢？他也是老师吗？不是，他不是老师，他是医生。不是，他不是老师，他是医生。Bài học này đến đây là hết. Hy
hãy liên lạc với Hội quán Tam Thế qua Facebook hoặc qua số điện thoại 0977 309925 để đăng ký học trực tiếp hoặc để mua trọn bộ các giáo trình của Hội quán nhé.